nay mình sẽ dẫn các bạn đến một nhà hàng Pháp. Thì nhà hàng mình đã ăn rồi, nhưng hôm nay mình sẽ lại và ăn thật là nhiều. Và hôm nay mình sẽ nói tiếng Pháp luôn các bạn. Hey, bonjour. Bonjour, comment ça va? Je m'appelle Loh, et c'est toi pour le restaurant? Ok. Đây là nhà hàng Coco. Nãy em biết nói tiếng Việt ha? Dạ. Trời ơi, sao hôm nay giờ không nói? Trời ơi. Sorry. Mình đang ở Việt Nam, thật ra thì tí nói tiếng Pháp sao? Ok. Em có biết anh không? Dạ, hình như anh là gấu to đúng không? À đúng rồi, anh là gấu to á. Nữa là anh hôm nay anh sẽ đến ăn nhà hàng mình. Em có cái loại nước nào mà loại rượu đi, nó sang xíu không? Lại đến nhà hàng rồi mà uống nước bình thường thì kỳ quá. Ok, mình tới nhà hàng Pháp là mình uống rượu vang nha. Rượu vang luôn, được em, làm đi. Ok. Các bạn đến nhà hàng Pháp là mình sẽ uống rượu vang các bạn đó. Không, chuyên nghiệp. Rồi sao đó em? Em cái đi vô chị ơi. Nhìn rất là đã, rất là xịn luôn à. Đây là rượu vang hồng, nhưng mà sau khi nó thành rượu vang hồng người ta bỏ cam vô trong. À vậy hả? Rồi mình cầm vậy hả? À, để mà cầm ly rượu vang á thì tiên là để xuống bàn à. Ngón vậy. Để ngón đẹp vô. Để phía dưới con ngựa. À. Cầm đây. Để mà thử rượu. Nó nặng quá. Dạ, xoay. Nó nặng. Sao mình thử. À, anh thấy có mùi cam nè. Yeah. Cam bưởi xoài đào. Chuối nè. Chuối. Có chuối trong này luôn. Để làm vùng nhiệt đới cho nên là sẽ có mùi chuối. Rồi, anh thử nha. Đó các bạn không? Vào nhà hàng Pháp thì sang trọng mình phải uống rượu không? À nãy giờ là bạn bartender đã chỉ gấu cách uống, giờ mình sẽ thử rượu vang này, một nhà hàng Pháp nè. Chanh nước lọc đi. Rồi, đó, này hợp hơn nè. Cái này bao tiền em? 75.000 nè. Về em ơi. Này các bạn, đây là cái món mà mình đã từng ăn rồi, hôm nay mình sẽ ăn lại. Nó rất là ngon, đó chính là Duck McGriddle, đúng không? Là ức dịch sốt tiêu xanh các bạn. Món này thì cực kỳ ngon. Mình rất thích ăn tiêu, mình có thể chịu được mùi cay của tiêu, nhưng mà mình không thể nào chịu được mùi cay của ớt. Hồi trước là anh ăn ở bên quán mình rồi, thì ăn kiểu là review thôi. Hôm nay thì anh muốn ăn vậy, ăn thật nhiều mà. Các bạn biết không, hôm nay là sẽ là một bữa ăn, gọi là một bữa ăn rất là sang trọng. Bữa ăn này khoảng bao nhiêu tiền? Hơn 1 triệu. Em có thể cho anh biết được tên một vài món này không? Thì về sau hơn này tên là Macricana. Nó là ức vịt phi lê. Không nên nếm gì hết. Rồi. Cần bỏ vô chiên và dùng một loại sốt tiêu. Món này thì là Coficana. Đó là đùi vịt. Đây là món rất là nổi tiếng của Pháp. Đây là Jus de Boeuf à la Bourguignon. Đó là... Khoan, làm lại. Ok. Làm lại. 1, 2, 3. Jus de Boeuf à la Bourguignon. Jus de Boeuf à la... Bourguignon. Bourguignon. Yeah. Joue à la Bourguignon. Joue de bœuf à la Bourguignon. Thôi bỏ đi, tiếng Việt đi. Okay, đây là bê sốt rượu vang đỏ. Cái này thì là cái đùi heo này anh cũng biết rồi. Ok. Còn cái này với cái này là món gì? Còn trước tiên là về pate đi ha. Đây là terrine de campagne. Đó, nó là pate của miền Nam Pháp. Nó làm từ thịt con gì? Heo. Pate heo. Yeah. Rồi. Này mình ăn chung với bánh mì hay là mình ăn cắt là mình ăn không? Này là tất cả mọi món đều ăn với mình hết. Thì đó là ok rồi là rồi. Của miền Bắc rồi. Đây là cheese Lorraine. Này là bánh tạt của xứ Lorraine. Nó là mặn hay ngọt? Nó là mặn. Mặn. Dạ, yeah, nó có thịt heo, bacon, trứng rồi cheese, bột. Ok, các bạn thấy không? Một cái nét đẹp của những cái món ăn đến từ nước Pháp. Những cái tên nghe rất là kêu, rất là mỹ miều. Và những món ăn được bày trí rất là nhìn sang trọng các bạn. Từ những cái miếng vịt, những cái đùi vịt như vậy được chế biến một cách thật là nãy mình nghe bạn nhân viên nói thôi là mình đã thấy là
cái đồ vịt này rất là ngon rồi. Đến những cái món cơm và những cái loại bánh ở đây, tất cả đều có một cái gì đó thực sự là nó mang đậm một chất Pháp. Và các bạn biết không, khi mà nhắc đến nước Pháp thì chúng ta sẽ nghĩ đến những cái thứ đẹp đẽ và những cái thứ gọi là nó lãng mạn nhất. Trước khi ăn, người Pháp thường làm gì em? Chúc mọi người ăn mì. Tiếng Pháp nói làm sao? It's gonna be bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Yeah. Yeah. Bon appétit. Bây giờ chúng ta sẽ không nói nhiều nữa và chào mừng các bạn đã đến với Gấu To, và mình là Gấu đây, và chúng ta sẽ đến với Gấu ơi ăn gì. Bây giờ chúng ta sẽ ăn thôi. Mình sẽ ăn thử bạch tê chứ các bạn. Bạch tê đó. Đấy, xong rồi mình sẽ lấy miếng bánh mì. Không là mình chỉ biết ăn theo kiểu Việt Nam thôi. Ha. Mình sẽ lấy bánh mì đó, mình bỏ cục bát tê vô. Hay á. Các bạn có thấy cái điểm tương đồng giữa ẩm thực Việt Nam và ẩm thực Pháp không? Đó chính là bánh mì và bát tê. Ở Việt Nam, bánh mì cũng là một món mà gọi là đặc trưng của người Việt, thì người Pháp đã đem văn hóa của họ vào đất nước Việt Nam này rất là sớm. Và người Việt Nam chịu ảnh hưởng rất là nhiều từ văn hóa Pháp. Cái pate này nó không có béo như là cái pate của Việt Nam mình, nhưng bù lại pate này có một mùi rất là thơm. Cái phần thịt pate các bạn tơi ra và nó mịn, rất là mịn. Với nhận xét của mình về cái món pate của Pháp này thì dường như nó có nét tương đồng với nhau về cái hai cái vị pate đó. Tiếp đó là mình sẽ ăn đến cái bánh bánh Lorraine. À, nó giống như là cái bánh chuối. Bánh chuối của người Việt á, nhìn thấy trông giống cái trứng. Trông giống cái trứng mà cái trứng ốp lết đó các bạn, mà được cuộn lên nhiều lần á. Đúng kiểu đặc trưng của mấy món châu Âu luôn là có phô mai. Các bạn nhìn vô á, các bạn sẽ tưởng tượng đây là một cái bánh trứng. Thà luôn, mình nữa là mình nói đây là một cái bánh trứng. Nhưng mà khi các bạn ăn vô, các bạn sẽ thấy được đây là một cái bánh rất là nhiều thành phần. Nó bao gồm có trứng, sữa, bơ và phô mai. Khi ta ăn vô, cái vị của nó là vị mặn. Và một cái mùi phô mai rất là dịu nhẹ sẽ xộc lên mũi chúng ta và làm chúng ta cảm thấy rất là hứng thú. Chúng ta sẽ cảm giác như là cái phần trứng nó tan trong miệng chúng ta. Chúng ta không cần phải nhai các bạn, chúng ta chỉ cần như là nhét miệng thôi. Ăn một hồi chúng ta sẽ thấy những miếng thịt xông khói, nó là giống như là topping vậy đó các bạn. Ăn bánh lăng mà có topping vậy đó, thì cái này nó cũng có topping là thịt xông khói. Thật sự á, với người Pháp á, họ sẽ ăn theo cách gọi là họ share ra các bạn. Họ ăn y hệt người Việt Nam luôn. Một món lớn này nè, không phải dành cho một người đâu. Và họ cùng thọt một cái đĩa, một cái gì đó vô, và họ ăn chung với nhau, và họ share nhau từng món trên bàn này. Mọi người chỉ cắt một phần nhỏ thế này thôi và ăn từ từ, chứ không ai ăn như mình đâu. Ngon quá. Hello và chào các bạn, thì trong quá trình mình đang quay thì đây là cái anh bartender đẹp trai ở đây. Có bồ chưa em? Chưa anh. Chưa có bồ các bạn. Thì mình đang quay thì trời mưa. Đó. Giờ mình đang phải set up lại cái chỗ quay của mình. Và kế tiếp là mình sẽ ăn đến cái món đó là bò sốt rượu vang, bò hầm sốt rượu vang các bạn. Ngon quá. Bò được hầm rất là mềm các bạn. So với lại cái bò hầm Việt Nam thì về mùi vị á thì nó không có đậm đà, nhưng mà về miếng thịt và về cái nước sốt á thì nó không có nhiều mỡ, không có nhiều mỡ. Và miếng bò rất là mềm. Các bạn bỏ vô miệng nó tan luôn trong miệng các bạn á. Mình không biết dùng từ gì khác cho những cái món ăn này, bởi vì thực sự những cái miếng thịt và những cái miếng bánh ở đây khi mà bỏ vô miệng nó sẽ tan trong miệng các bạn hết luôn. Thật ra rất là thích, quá ngon. Mình sẽ tiếp tục ăn cơm. Ê, nó không phải là cơm hải sản không, nó có gà trong này nữa nè. Nó có gà trong này nữa. Hộp cơm này chín rất là đều, rất là dẻo. Và hộp cơm tơi ra ăn rất là thích luôn. Gà chiên. Nhưng cái phần chiên của nó được ướp rất là ngon. Ngon quá. Ngon quá.
Đây là miếng ức vịt các bạn. Ngon quá. Đây là cái nửa muỗng rồi. Thật sự quá là nhiều sự lựa chọn để cho mình lựa chọn cái món ăn ngày hôm nay, bởi vì quá nhiều món. Thì mình sang món kế tiếp. Đây, món kế bên mình luôn, đó chính là món một cái đùi heo các bạn. Một cái giò heo bự chảng luôn. Cái đùi heo này sẽ ăn bằng cái dao này. Cái dao rất đặc biệt các bạn thấy không? Đó, cái dao nhìn đúng kiểu là nhìn xịn sò luôn. Nhìn thì là wow, các bạn thấy không? Nhìn sớ thịt ở trong kìa, quá đẹp luôn. Rất là thơm. Làm vừa ăn quá, món này ngon rồi. Mình nghĩ cái cục giò heo này nó to đùng như vậy thì nó sẽ rất là dai. Nhưng không, thịt heo làm rất là mềm và vừa chín tới này dường như là quán đã có cái công đoạn hấp trong đây để làm cho cái phần thịt bên trong nó trở nên mềm hơn và những cái sớ thịt nó tơi hơn các bạn. Các bạn cắn ở đâu là thường mấy cái heo công nghiệp các bạn cắn nó sẽ ngậm giống như bạn đang ăn một cục bột đúng không? Nhưng mà cái giò heo này á thì rất là ngon khi các sớ thịt của nó được tơi đều ra. Cắn nó vẫn giữ được cái độ dai của cái giò heo nhưng thịt nó rất là mềm. Các bạn thấy nè. Đó. Nên là các bạn nhai trong miệng á thì miếng thịt rất là mềm và ngon. Đây là một cái đùi vịt muối các bạn, rất là mềm, phần da bên ngoài thì giòn, phần thịt bên trong rất là mềm và nêm rất là vừa ăn. Ok, hết rồi nè, còn khoai tây, cho quay phim ăn khoai tây. Ok, một bữa ăn rất là ngon. Gấu chỉ ăn đồ ăn thôi mà gấu đã cảm thấy rất là no các bạn. Bữa ăn 40 người ăn, giá khoảng 1 triệu đồng. Gấu nghĩ là nó khá là rẻ với những cái món mà đến từ châu Âu như vậy. Đây là một món bánh đến từ nước Pháp. Và các bạn thấy không, nó là một cái bánh mà khi các bạn coi phim mà ở Pháp, ở châu Âu, các bạn có thấy là người ta ăn bánh này rất là nhiều. Cái vị chua của bánh nó lấy lại hết cho mình những cái năng lượng và nó dường như nó lọc lại những cái đạm hồi nãy mình ăn. Các bạn thấy những cái món ăn ở đây đó ngon hay không? Các bạn thấy liệu rằng có đáng tiền để chúng ta bỏ hẳn hơn 1 triệu để cùng với 4-5 người bạn chúng ta đến đây ăn không? Thì hãy comment bên dưới cho Gấu biết về ý kiến các bạn. Còn đối với Gấu thì nó thật sự là đáng tiền. Cùng với nhiều người bạn chúng ta có một buổi nói chuyện, có một buổi chia sẻ đồ ăn và thưởng thức những cái món ăn mới, thưởng thức những điều mới. Quá tuyệt vời. Và clip đã hết rồi và rất cảm ơn các bạn đã xem clip. Nếu thấy clip hay, like, share và subscribe Gấu To và đừng quên nhấn chuông để kết nối tâm hồn ăn uống lại với nhau. Xin chào và hẹn gặp lại những clip sau và cảm ơn Skolcos đã tài trợ bữa ăn này cho Gấu. Bye bye.